Dạ, alo. À, mọi người thấy màn hình hết chưa? Thấy rồi em. Dạ. Thì hôm nay em thấy hai anh Dưỡng và trình bày cái phần upgrade runtime với lại phần migration. Upgrade runtime thì mục đích của upgrade runtime là khi mình có là mình sẽ upgrade là cập nhật cái runtime của mình cho một cái node cho cái node đang chạy. Khi mà mình có một cái sự thay đổi trong cái runtime đó, như là mình khi mình thay một cái mình thêm một cái palette mới vào và sau khi upgrade runtime này thì mình sẽ submit, mình sẽ xác nhận một cái transaction để đưa các thông tin mà cái runtime đã được cập nhật lên mạng đang lên mạng lưới đang chạy. Và phần có một phần thêm là phần sử dụng palette schedule để lên lịch cho việc upgrade runtime này. Nhưng mà cái phần này thì hiện tại là nó vẫn còn bị bend, nó chưa có, nó bị lỗi. Và ở cho bên Boca, bên doc của Boca.dot thì đó, bên doc của Substray thì nó cũng đã bỏ luôn cái phần palette schedule này rồi. Nên cái này các cái này sẽ bỏ qua. Thì trong Substray thì sẽ hỗ trợ mình upgrade mà không cần upgrade cho runtime. Thì mình có việc upgrade runtime này thì có thể cho phép mình thay đổi các logic trong trong mạng lưới mà không cần phải chia hardcode nó ra, không cần phải tách chain hay tách chain. Và các node mà tham gia mạng lưới thì cũng có thể upgrade lên runtime bằng cái hàm setcode mà sử dụng thường là sẽ sử dụng sudo. Thì upgrade portlet upgrade hoạt động như thế nào thì sẽ có hai bước chính. Thứ nhất là cái logic thì, của cái runtime hiện tại được update qua một logic runtime được follow để update cái firewall, cái wasm runtime được chứa trong blockchain thành một version mới. Thì upgrade này thì sẽ tất cả các node sẽ đều thực thi cái việc upgrade này. Lợi ích của việc upgrade forecast thì cho phép là mình có thể upgrade cập nhật cái logic của cái mạng lưới mà không cần phải gián đoạn cái mà không cần phải phải disrupt cái network, mà mình có thể upgrade trực tiếp khi network đang chạy luôn. Và nó sẽ tăng cái, nó sẽ cải tiến cái độ ổn định và bảo mật của mạng lưới bằng cách giảm rủi ro khi mà mạng lưới nó bị disrupt. Và nó cũng cho phép triển khai các bản cập nhật và có thể dễ dàng kiểm soát hơn các bản cập nhật đó và khắc phục mọi sự cố có thể phát sinh khi cập nhật. Thì các bước tiến hành của các upgrade này á, thì nhất là sẽ thay đổi logic trong cái runtime, thay đổi logic này, thay đổi storage hoặc là thay đổi một cái constant trong cái runtime mà mình muốn. Sau đó mình sẽ tăng cái giá trị spec version lên. Ví dụ spec version thì nó nằm trong file list của cái runtime này. Thì spec version thì phải sẽ tăng cái giá trị của cái này lên.
thì cái giá trị mà cái spec version này á, sau khi cập nhật phải luôn luôn lớn hơn cái spec hiện tại lệ. Bên cạnh đó thì trong các cái conversion thì nó sẽ có một có các trường, bên cạnh nó có các trường như vậy thì các name thì nó sẽ chỉ ra tên cái runtime đó, implement name thì chỉ ra các name của các not author not client, authoring version thì chỉ ra các version của cái blog author, version thì chỉ ra cái version hiện tại của cái runtime, implement version thì chỉ ra cái version hiện tại của cái not là auto not lên, API thì chỉ ra các danh sách mà các API mà hỗ trợ support cho cái quá trình, transaction version thì chỉ ra cái version của cái function dispatchable interface, save version thì chỉ ra cái version của cái cặp key value, cái cấu trúc dữ liệu key value mà runtime sử dụng. Thì mình chỉ thay đổi trong tất cả các này, mình chỉ thay đổi có mỗi cái spec version thôi, là thay đổi cái version của cái runtime. Sau khi mà mình thay đổi xong thì mình sẽ cập mình sẽ cầm build lại cái runtime mà mình vừa thay đổi. Sau đó là nó sẽ ra trong cái thư mục target release w, thì sẽ có ba cái file là phải được ra để tạo, nó sẽ ra build ra ba file Word này, thì mình sẽ sử dụng hai file này cho runtime compact hoặc là compress, thì hoặc là cái runtime compact mà không compress. Thì cái compress thì nó đã được nén rồi, thì cái bộ cái gọi là cái dung lượng của nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với cái bên dưới là chưa được nén lại. Thì mình sẽ có thể sử dụng cả hai file này luôn, nhưng mà thường là sẽ sử dụng file compress cho nó, do nó gọn nhẹ. Thì để tiến hành run runtime thì mình phải vào cái developer string mà mình sử dụng cái bash, cái bash sudo để mình tiến hành upgrade. Thì để em làm cái ví dụ thì hiện tại cái nó cái sập cây nó tablet này sẽ tiến hành build nó tiến hành chạy nó. Release test thì mình tiến hành mình chạy nó, thì khi kiểm tra ở Bocaros.js hiện tại là cái phần này, cái gốc này, cái development node template thì nó đang ở theo cái tham ban đầu thì nói rằng là có spec version là 100, thì nó sẽ hiện ở đây nó sẽ nó template này version là 100 và mà bây giờ thì mình hiện tại là mình muốn muốn là mình sẽ thay đổi, mình sẽ thêm một cái palette mới vào. Thì ví dụ ở đây là em sẽ thêm cái palette utility vào đi. Palette utility vào. Utility vào.
thì sẽ thêm vào cái feature STD. Thì sau đó là mình sẽ thay đổi cái phải implement cái palette utility đó vào trong cái runtime. Okay. Rồi giả sử là trong cái runtime này á thì mình cũng muốn thay đổi một cái thông số về cái constant của một cái palette balance này, thì mình muốn thay đổi nó lên thay đổi nó luôn, sẵn là thay đổi luôn lên 1.000 cái deposit existential deposit lên 1.000 luôn, sẵn mình thay đổi luôn, thì lúc này là mình sẽ thay đổi cái expectation nó lên 100, còn thì sẽ lên 101 hoặc 102, hoặc là miễn là số đó nó sẽ lớn hơn cái expectation hiện tại là hợp lệ. Ví dụ mình cho 102. Sau đó là mình sẽ ra một cái terminal mới. Mình sẽ build nó. Mình sẽ build lại. Utility. Runtime. Nó bị lỗi ở em sợ thằng kéo xương rồi sợ thằng ulti cho anh, em đã define được những đâu. Utility quên, mình chưa em chưa có add vô cái constructor runtime. Mình phải add vô constructor runtime. Ôi, đúng rồi. Mình sẽ giờ mình view lại. Biết sai chính tả rồi. Cái đấy thì em đặt thế nào thì cũng được, nhưng mà em phải dùng dùng key là utility. Dạ. Em quay lại cái kia copy cho chuẩn đi, quay lại cái trên website đi. Cái nào? Em đang đặt là gì? Dạ em đang đặt ui, em đặt sai chính tả cái chỗ này, nhưng mà chắc cái này không ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng lúc hiển thị thì phải. Những cái palette này thì nó ảnh hưởng lúc hiển thị trên trên Polkadot đấy, à trên Polkadot.js đấy. Dạ đúng rồi. Yêu khoảng mất một hơn một phút xíu. Thì lúc này nếu sau khi mà cái này nó đã bị xong thì nó sẽ sinh ra cái file ba file này sẽ sinh ra ba file mới. Em delete delete đúng rồi đi.
À, không, nó sẽ tự ghi đè lên luôn, mình không cần gì. Ý không, ý anh là delete đi để các bạn thấy được là nó sẽ build lại. Thì để em delete cũng được. À, được rồi, được rồi, được rồi. Xong rồi. Thì lúc này rồi nó sẽ ghi đẹp ba file này, tạo ra ba file này mới này, nên ba này giờ đây nó sẽ tạo ra này, thì file này mới tạo lúc 8:26 phút này. Nó vừa tạo luôn, nó vừa tạo lại. Thì lúc này mình sẽ vào bộ CSS, mình vô string 6, mình sẽ dùng cái sudo với set là với sudo là uncheck, sudo uncheck way. Thì cái sudo uncheck way này là cho phép mình cho phép một block nó sẽ có thời gian không, nó không giới hạn về thời gian để tính toán và thực thi cái statistic này, để đảm bảo là cái việc upgrade cái runtime này không bị fail, và mặc đảm bảo cho cái việc upgrade không fail, dù cho cái logic nó có phức tạp đến chỗ nào thì nó cũng sẽ tiến hành xong hết thì nó mới tiếp tục. Rồi do đó là cái block đó, cái thời gian nó có thể tốn tất cả thời gian cần thiết để hoàn thành hoặc là bị fail cái upgrade đó. Do đó là mình sẽ chọn sudo uncheck. Sau đó mình sẽ chọn system set code, các thông số này bằng cho bằng không, và sau đó mình sẽ bỏ cái file version vừa compress version vào. Mình cũng có thể bỏ file compact này, nhưng mà nó sẽ nặng hơn và tốn thời gian nhiều hơn so với cái file compress. Sau đó thì mình sẽ tiến hành submit cái transaction. Sau khi mà mình xong thì nó sẽ cái development này, nó template này đã nhảy lên version 2, thứ hai rồi. Thứ hai là mình đã cập nhật cái runtime thành công. Rồi đây. Và cái palette thì mà mình mới vừa bỏ thêm vào là palette utility cũng được vào thêm luôn. Đó là sao là cái việc upgrade cái runtime. À, cái này thì mọi người có hỏi gì không ạ? Về phần schedule thì em với anh Dưỡng có thử nhưng mà nó bị lỗi rồi. Nó bị không có, sau khi add cái palette schedule này vào và tiến hành string trên trên Postgres thì nó bị lỗi, báo lỗi liên tục, dù không biết, nói chung là không biết là lỗi ở khúc nào, chắc là trong cái do cái ballet, cái có cái ballet nó bị lỗi rồi. Do đó nên cái phần upgrade nó có đơn tham này nè, là hôm thứ năm em với anh Dưỡng, thứ sáu chứ, hôm thứ sáu em với anh Dưỡng có bàn, thì nó sẽ diễn, nó vẫn còn là cái add cái ballet schedule chứ không phải là ballet utility. Nhưng mà sau tới hôm thứ bảy hôm qua thì nó lại cập nhật thành cái này luôn, nên có khả năng là valet schedule nó bị lỗi nên nó đã được thay thế bởi cái valet mới này. Nó thêm cái bài này vô. Code cũ nó vẫn còn, code cũ nó vẫn còn chưa cập nhật, chỉ có cập nhật cái utility trên doc thôi. Mấy bạn này viết doc giỏi lắm. Mình làm theo doc thì mình biết là bạn ấy viết sai. Dạ đúng.
sai mà mình do, nếu mà do đốc thì ở lòng do code của ban đầu của cái bên bên substrate nó sai thì mình cũng không có sửa được, không biết sao sửa. Thì mọi người có câu hỏi gì về cái phần upgrade runtime này không? Phần này nó cũng làm theo các bước tuần tự thì nó cũng không có khó. Chỉ là mình phải nắm được cái khi mà mình cách là gì khi thêm cái palette vào cái runtime thì mình phải chú ý rằng cái gì thôi. Đúng rồi, thì chốt lại đây là anh nghĩ là có một hai cái quan trọng. Thứ nhất là mục đích là nếu mà bạn muốn update một cái blockchain mà mình đã chặn đang chặn à, đang chạy sẵn rồi, Là đúng và thứ hai là muốn update thì ngoài cái việc mà bạn update code các kiểu rồi bạn phải build ra file thì bạn phải có một cái đó là bạn phải có quyền sudo account thì bạn mới update được. yeah. Chứ không phải nếu mà không phải sudo cao hay là dù bạn có quyền governance thì bạn cũng không update được đâu. Yeah, đúng không? Ok, vậy thôi. Còn dành thời gian cho anh em hỏi. Thì mọi người có hỏi gì? Nếu không ai hỏi gì thì em cứ đi tiếp đi. Dạ Năm ạ. dạ Ừ. nếu mà người không hỏi thì em sẽ chuyển qua phần migration. Migration thì tức là chỉ chuyển cái việc chuyển quá trình chuyển dữ liệu data từ từ một cái hệ thống cũ sang một system cũ sang một cái system mới. Nhưng mà trong sắp tay có nghĩa thì nó sẽ là chuyển dữ liệu từ một storage ban đầu sang một cái storage mới. Thì ví dụ như là trong cái palette palette template đi, nó sẽ có một cái đây là cái storage storage bank palette storage. Thì ví dụ như mình khi mà một palette mình muốn cập nhật một cái storage mới thì mình sẽ phải tiến hành migration nó từ một cái storage ban đầu ví dụ này sang một cái ví dụ như là storage map chẳng hạn, thì sẽ chuyển qua một cái storage khác. Thì từ cái do mình sẽ thay đổi storage thì dẫn đến là các exchange trong cái valid con đó, các function trong valid con đó, thì nếu mà có dính đến cái storage ở trên thì đều phải sẽ thay đổi logic luôn để cho phù hợp với cái storage mới. Thì ví dụ sẽ thực hiện với mình sẽ thực hiện cái storage migration này với Valet Nick. Valet Nick là một valet đặt tên thôi. Mình đặt tên cho cái mình sẽ set tên đặt tên cho cái là mình sẽ đặt tên cho cái account này của mình với một cái tên đó mình muốn, thì là ballet rồi để xem coi coi ballet okay. Friend. Ban đầu cái palette nick của mình nó thì storage thì nó chỉ có gồm cái tên thôi, cái tên là chỉ là một cái vector U8. U8 mà có chiều dài có chiều dài có giới hạn hữu hạn.
thì trong bài này thì mình sẽ chuyển cái một cái vector cái storage của cái valid nick này từ một cái vector U8 giống như có một cái chữ dài vậy, ví dụ vậy, thì nó sẽ chuyển ra là một cái có gồm, sẽ gồm có tên, first name và last name. Thì ví dụ đây thì cái phần cái valid này, cái storage ban đầu của nó chỉ là một cái tên, một cái vector 8 thôi. Thì mình sẽ chuyển, mình sẽ thêm một cái, mình sẽ chuyển nó thành một cái struct sẽ bao gồm một cả các cái first name và last name giống như ở trên này. Thì khi mà mình thay đổi cái storage này á, thì mình phải tiến hành thay đổi các logic trong các palette each. Mình tiến hành thay đổi các logic trong các phần palette con này. Thì ban đầu đó là chỉ là origin name, một cái tên nào đó cũng được, mình đặt một cái chuỗi dài giống như là viết kỳ liền luôn này. Thì trong cái phần mới này thì khi mà mình chuyển logic from cái last first thì mình sẽ đặt riêng là first tại riêng tại last là riêng để cho phù hợp với cái storage ở trên. Rồi khi mà mình có thay đổi cái này gọi là cái signature của cái signature đó, thì mà cái signature của function đó, thì mình phải thay đổi luôn cả phía dưới này. Cái phần này thì ban đầu là mình chỉ là từ một cái tên này, một cái tên dài này, mình sẽ kiểm tra coi nó có dài quá hay ngắn quá hay không, thì sau đó mình mới thêm vào, phải mới cho vào cái, mới lưu cho nó vào cái sau đó mình mới thêm vào cái storage ở trên. Thì ở đây mình phải kiểm tra là cái đầu tiên là phải kiểm tra cái mình phải đổi logic là mình sẽ kiểm tra coi cái last, cái first name là nó có quá dài hay không. Rồi kiểm tra last name đó. Thì ban đầu là last name mình sẽ đặt là ở đây mình đặt là option. Cái last name là đây. Last name của mình do mình đặt nó là một option. Ba vector ta U8 có một cái chiều dài tối đa như nó là bên dưới này, ở ban đầu mình phải đặt nó là mặc định là thì con là không có này, là non này. Và nếu mà muốn đặt đó, thì mình sẽ kiểm tra xem cái last name nó cũng có dài quá hay là ngắn quá hay không. Rồi sau đó mình phải rồi mình mới thay cái mình mới insert cái last name cái name đó vào cái storage mới. Đây là cái storage mới. Thì tương tự với cái hàm với hàm clean name này, nó không có liên quan gì tới storage của mình hết, thì mình không cần phải sửa. Queue name cũng vậy, không có liên quan gì, không có dính dáng tham số nào tới storage hết. Có cái thằng fox name này thì có name này. Thì mình phải chuyển nó thành
personal và last name mình thêm nó vào. Sau đó mình cũng cái này là cũng kiểm tra, thì mình cũng phải kiểm tra giống ở trên thôi, là kiểm tra coi cái first name nó có dài quá hay không. Rồi last name thì mình sẽ đặt mặc định. Sau đó nếu mà mình muốn 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 đặt last name thì mình phải kiểm tra coi last name nó có hỏi điều kiện là cái chữ Markland và Binland của nó không. Sau đó là mới insert nó vào cái storage. Thì khi mà mình thay đổi cái storage trong cái phần palette này thì trong cái phần test, cái file test của mình, cái phần test của mình mình cũng phải thay, cũng phải chỉnh hết, thay đổi để phù hợp với cái việc lưu trữ ở trên. Nhưng mà cái này thì em không chưa làm, mình em comment hết cái phần này để nó không bị lỗi. Thì sau khi mà mình thay đổi logic xong thì mình sẽ tiến hành tương tự, thì mình sẽ tiến hành tạo ra một cái file migration. File migration này nó sẽ nằm trong thư mục, ở chung thư mục với cái hàng file list của thằng palette nick. Thì cái file migration này thì mình sẽ upload một cái version 1, tức là cái version cái storage ban đầu mình chưa sửa, mình cái storage ban đầu của cái palette nick này thì sẽ gồm có chính là cái này, name of này, và bao điệp, nó đang là bao điệp pet này, rồi cái tàu 8 có cái chiều dài cố định này. Rồi mình trong này mình sẽ lập thêm một cái buff function để chuyển từ thành buff mirror to v2 để mình thực hiện cái việc kiểm tra và chuyển đổi cái storage từ version 1 sang version 2. Mọi người chờ em xíu, máy em nó bị treo. Ok. Nó bị treo mất rồi. Chạy cho. Nó đang bị quá tải thì chắc đêm phải động lại máy cái nó bị treo rồi. Không tắt được Visual Code gì à em? Dạ em không có mở được cái em bàn phím với con chuột, không có tác động được luôn rồi. Để em khởi động rồi. Trong lúc chờ đợi anh Dưỡng, anh có đây rồi đúng không? Anh có ở đâu rồi? Ủa, em mới thấy anh Dưỡng mà. Sao lại thoát rồi? Dưỡng lại thoát rồi. Dạ. Tưởng có ảnh nói thêm một mấy cái ý.